Mới đây, Thanh Sơn, Khả Ngân đã cùng nhau tham gia chương trình gặp gỡ diễn viên truyền hình 2023. Chương trình cũng hé lộ nhiều điều thú vị liên quan đến bộ phim Nhà có ba nàng dâu mà cả hai đóng chung. Trong phim, Khả Ngân Thanh Sơn vào vai vợ chồng. Đây giống như sự tiếp nối mối duyên của cả hai sau bộ phim 11 tháng 5 ngày. Trong loạt hình ảnh được tiết lộ trên sóng truyền hình, Khả Ngân Thanh Sơn khiến fan tan chảy với hình ảnh ôm ấp tình tứ. Ở một cảnh quay, Thanh Sơn đưa Khả Ngân đi thử váy cưới, có vẻ như để chuẩn bị cho hôn lễ của họ. Chia sẻ về việc lần hai ra Bắc đóng phim, Khả Ngân tâm sự: "Em rất vui và bất ngờ khi một lần nữa có cơ hội ra Bắc đóng phim nhưng lại không có cơ hội đóng với người khác mà lại đóng với chính chàng trai năm trước. Nhưng em cũng rất vui vì dù sao hai anh em cũng có sự ăn ý nhất định rồi." Khả Ngân cũng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cô vào vai vợ của ai đó. Vì trước giờ chỉ đóng các cảnh yêu đương, nên đây sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ khiến cô ít nhiều cảm thấy lo lắng. Cô cũng nhắn nhủ Thanh Sơn trong dự án mới họ sẽ phải yêu nhau thật nồng cháy để khán giả tin là thật. Còn Thanh Sơn thì hứa hẹn dù là rượu cũ nhưng anh sẽ cố gắng đem đến cho bạn diễn những cảm xúc thật mới. Nhà có ba nàng dâu còn có sự tham gia của các diễn viên như Lan Phương, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Kiều Anh. Phim dự kiến lên sóng VTV thời gian tới. Mời các bạn chú ý đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.